Thời gian gần đây, trong cả nước nói chung, ở Hưng Yên nói riêng đã liên tục xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Tuy vậy, công tác phòng ngừa cháy nổ vẫn chưa được coi trọng. Phản ánh tại chợ Thứa, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại ngày 27 tháng 10 tại chợ Thứa. Xen giữa các sạp hàng kinh doanh quần áo, vải vóc và các đồ khô dễ cháy, còn có cả hàng bán đồ ăn, có bếp lửa để chế biến như thế này. Tại các ký ốt kinh doanh quần áo được các tiểu thương treo kín xung quanh san sát liền kề nhau. Hệ thống điện tạm bợ, chăng chịt, lắp đặt ngay khu treo quần áo. Tất cả hệ thống phòng cháy chỉ là mỗi ký ốt một bình chữa cháy, được các hộ mua trang bị từ vài năm nay. Trong khi đó, đa số các bình này đã hết hạn sử dụng, thậm chí các chủ hộ hầu hết là phụ nữ nên cũng không biết đây là loại bình gì, chưa nói gì đến sử dụng. Một trong ba cửa vào chợ cũng bị xây bịt kín để tận dụng làm ký ốt kinh doanh. Bình này mỗi một gian này có một cái này, chứ chúng em không biết sử dụng. Cái máy bơm ấy, trong cháy kìa, giật lên mấy hôm đợt trước các ông ấy giật lên có nổ đâu. Đây quan điếc ở trong này đây là chỗ này này. Là cầu thang lên chống cháy đây là để thoát hiểm mấy cả, nhưng mà cuối cùng xây tịt rồi. Trước là cái lối đi, thế xong sau này xây vào như thế này thì là nó thành một cái kho đựng bát đĩa của cái nhà bên ngoài bán kiosk ngoài kia thôi. Đấy mà cứu hỏa thì kiosk là cũng có một bình cứu hỏa nhưng hết hạn 2 năm nay thì không đổi cho chúng tôi. Thế bây giờ có xảy ra cháy cũng không dùng được nữa. Ông Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường cũng thừa nhận thực tế này và cho biết. Từ đầu năm 2021, phường đã ký kết giao việc quản lý chợ cho Hợp tác xã chợ Đà Bắc có địa chỉ tại thôn Mu, thị trấn Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Từ đó đến nay, Hợp tác xã có lực lượng quản lý. Ban quản lý chợ nhận thức rất rõ về nguy cơ cũng như sự nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ, thế nhưng lại rất thờ ơ, thậm chí là coi như không có trách nhiệm gì. Minh chứng là có 4 bình chữa cháy tại phòng ban quản lý chợ cũng đều đã hết hạn sử dụng, hỏng và được cất kín trong góc nhà. Như thế này. Nếu mà mình nguy cơ quê cháy nổ cái chợ Thứa này thì thực sự cũng rất nguy cơ cao. Người ta làm mà nó bị sai thiết kế ngay từ khi ban đầu, nó không có cái họng chờ ra. Thế bây giờ có quay được cái máy để nổ thì nước ở đâu ra? Công an phòng cháy chữa cháy xuống triển khai như nào thì chúng tôi ở dưới này làm theo chỉ đạo của công an. Một năm cũng kiểm tra 1-2 lần đấy, chứ không phải là không kiểm tra đâu. Nhưng mà thực chất là trong chợ búa bà con người ta cũng nhiều những cái bà con người ta không chấp hành. Hiện đang là mùa hanh khô, nguy cơ cháy sẽ rất cao. Và với cách quản lý phòng cháy như trên thì không lấy gì đảm bảo an toàn cho các tiểu thương.